Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Giáp Thìn. Tại các siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng đang bày bán rất nhiều mặt hàng Tết. Mọi năm, đây sẽ là dịp người dân mạnh tay chi tiêu và giá cả có thể cao hơn bình thường. Nhưng khảo sát những ngày trước rằm tháng chạp này, thị trường vẫn khá trầm lắng, ế ẩm không ngờ. Siêu thị bằng mọi cách để khách hàng chi tiêu dịp cận Tết. Tại siêu thị BRG Mart Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội, khu vực bày bán hàng Tết được trang trí bắt mắt với đầy đủ các loại bánh kẹo, túi quà Tết đa dạng, cùng các thông báo khuyến mại hấp dẫn như hàng Tết mua một tặng một, không lo về giá. Các thương hiệu bán lẻ lớn như Coop Mart, Go, Bixi, Lotte Mart, Aeon cũng đang triển khai nhiều chương trình khuyến mại lên đến 50% cho hàng ngàn mặt hàng thiết yếu từ nay đến Tết. Mặc dù có sự chuẩn bị chu đáo trong mùa Tết với những chương trình khuyến mại hấp dẫn, nhưng đáng tiếc, đến thời điểm hiện tại, lượng người mua sắm hàng Tết vẫn còn lác đác. Nguyên nhân chính là tình hình kinh tế khó khăn khi thu nhập của nhiều gia đình giảm sút. Chị Minh Phương, một cư dân ở phố Ngọc Khánh, đã phải cân nhắc kỹ càng khi mua sắm cuối năm do thu nhập của cả hai vợ chồng đều giảm. Gia đình chị chỉ dự kiến chi khoảng 10 triệu đồng cho dịp Tết năm nay, thấp hơn gần một nửa so với năm trước. Chỉ những món hàng không thể thiếu như bánh kẹo, thực phẩm mặn và hoa quả được ưu tiên. Chị Quỳnh Anh ở quận Hoàn Kiếm cũng chia sẻ rằng, do tình hình kinh tế khó khăn và thông báo cắt giảm thưởng Tết từ cơ quan, nên chị đang chờ đợi phát thưởng chính thức trước khi mua sắm. Chị Quỳnh Anh đã lựa chọn chi tiêu vừa đủ để tránh lãng phí và khó kiểm soát tài chính gia đình. Theo ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, dịp Tết năm nay, người tiêu dùng có thu nhập eo hẹp, đang có xu hướng tiêu dùng tiết kiệm hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp thương mại đã điều chỉnh hướng dẫn sản phẩm của họ để phản ánh xu hướng này. Thay vì tập trung vào những sản phẩm độc đáo và xa xỉ, họ đang tạo ra các sản phẩm vừa túi tiền, thiết thực và mang tính ứng dụng cao, phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng. Trước đây, người tiêu dùng thường lựa chọn những sản phẩm mang tính khác biệt, nhưng bây giờ họ ưu tiên những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống hàng ngày, ông Đức chia sẻ. Điều này thể hiện sự thích ứng của thị trường và doanh nghiệp với tình hình kinh tế hiện tại, nơi người tiêu dùng đặt sự tiết kiệm và thực tế lên hàng đầu. Tại các chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, chợ Gò Vấp, quận Gò Vấp, chợ Đa Cao, quận 1, tình hình mua bán cuối năm cũng hết sức eo uột. Cô Nguyễn Thị Cúc, kinh doanh thịt heo hơn 20 năm nay tại chợ Đa Cao than thở. Sắp Tết mà tình hình mua bán chậm lắm. Mấy hôm nay giá thịt heo tăng lên, nhưng khách hàng mua ít thì tăng giá lại càng khó bán. Với tình hình tiêu thụ thịt heo có phần chậm, trong khi thời điểm giáp Tết đang đến gần. Theo lý giải của lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, thịt heo vốn là nguồn thực phẩm phổ biến dùng trong các bếp ăn, hàng quán. Tuy nhiên thời gian qua, một bộ phận người lao động mất việc làm hoặc chuyển dịch về quê, nên kênh mua hàng từ các bếp ăn tập thể, những người lao động sụt giảm. Ngoài ra, hộ gia đình cũng giảm chi tiêu, dẫn đến nguồn cung dư thừa. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù tiêu thụ chậm nhưng giá thịt heo bán lẻ cũng đang nhích lên khoảng 10% so với trước đó vài ngày. Điều này cũng phù hợp với diễn biến giá heo hơi trong mấy ngày gần đây. Hiện nay, giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức gần 53.000 đồng một ký. Trong đó, giá heo hơi tại miền Bắc đang tăng cao hơn. Đại diện giá heo hơi đang tăng giúp cho các doanh nghiệp và người chăn nuôi giảm lỗ. Nhưng thực tế, sức mua đang rất thấp. Tình hình ở các chợ, siêu thị cũng cho thấy điều đó. Nguồn cung cầu trong nước cũng đang cân bằng, thậm chí cung đang vượt cầu. Nên trong dịp Tết sắp tới, thịt heo khó tăng giá mạnh. Bên cạnh đó, lượng heo nhập lậu từ Campuchia cũng đang về rất nhiều. Cạnh tranh với thị trường nội địa khiến cho giá heo khó có thể tăng lên được. Còn tại chợ Bình Tây, quận 6, ngôi chợ có tuổi đời gần 100 năm ở thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi mua bán bánh kẹo lớn nhất phía Nam những ngày cuối năm. Các tiểu thương đang như ngồi trên lửa. Theo bà Trịnh Thị Sáu, một tiểu thương buôn bán bánh kẹo ở chợ Bình Tây, năm nay sạp của bà không trữ hàng nhiều như mọi khi. Ở đây chủ yếu bán sỉ cho các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Mấy năm trước, đợt này mối hàng dưới Trà Vinh, Bến Tre hay Gò Công đều đã đặt rồi, nhưng năm nay họ mua ít lắm. Tôi cũng có chuẩn bị hơn 90 loại bánh kẹo tất cả, chủ yếu là hàng nội trong nước thôi. Từ nay tới Tết còn khoảng 3 tuần nữa, hy vọng mấy ngày tới sẽ khởi sắc hơn, bà Sáu cho biết.
Tương tự, một tiểu thư khác là chị Trần Thu Thủy, người có khoảng 30 năm kinh doanh bánh kẹo ở chợ Bình Tây cho biết, năm nay sức mua kém hơn thời gian trước dịch Covid-19. Trước kia, mấy tháng Tết, tôi bán được vài trăm triệu đồng tiền bánh kẹo, thuê mấy người bốc phát, chạy hàng liên tục. Vì chợ bán sỉ nên khách hàng thường mua sớm để cận Tết bán cho người tiêu dùng. Nhưng năm nay, đối tác lấy hàng cầm chừng lắm. Nhiều mối hàng của tôi ở Sóc Trăng cho biết, họ cũng không dám nhập về nhiều, chờ mấy ngày nữa xem tình hình ra sao đã, chị Thủy chia sẻ. Chợ Bình Tây hiện có hàng trăm sạp kinh doanh bánh kẹo. Ngoài bán muối sỉ cho các tiểu thương ở các tỉnh thành phía Nam, chợ còn là địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khách nước ngoài. Theo đó, chợ Bình Tây có lịch sử lâu đời, kiến trúc độc đáo, nằm ở vị trí trung tâm của khu chợ lớn xưa, nên nhiều người hay gọi đây là chợ lớn. Nhiều tiểu thương cho biết, so với vài năm trước, sức mua hiện chỉ còn từ 50% đến 80% dịp Tết. Nguyên nhân chủ yếu là tình hình kinh tế khó khăn chung và mô hình bán hàng online đang được ưa chuộng, chiếm ưu thế nhất định với nhóm khách hàng trẻ tuổi. Nhưng không chỉ có ở chợ Bình Tây, nhiều chợ truyền thống từng thu hút đông đảo khách dịp cuối năm ở thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng rơi vào tình cảnh điều hiu. Trong đó đáng kể nhất là chợ Tân Bình, quận Tân Bình, nơi bán sỉ quần áo vải lớn nhất phía Nam. Theo chia sẻ của nhân viên bán hàng tại siêu thị Top Market, tình hình sức mua của người tiêu dùng cuối tuần cao hơn so với trong tuần, nhưng so với năm trước có vẻ như kém hơn. Điều này có liên quan đến sự gia tăng mua sắm trực tuyến của người dân, khi họ thường mua hàng từ các chợ online chung cư, tham gia hội nhóm trong khu dân cư, hoặc sử dụng các ứng dụng, trang web và trang Facebook để đặt hàng. Các cửa hàng và siêu thị sau đó sẽ vận chuyển hàng hóa trực tiếp đến nhà khách hàng, giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức. Chị Thúy Hằng, một người dân ở Hà Đông, Hà Nội cho biết, cô thường xuyên mua sắm trực tuyến do lịch trình bận rộn. Cô không chỉ mua thực phẩm và trái cây trực tuyến, mà còn đặt giỏ quà Tết để biếu tặng người thân và đồng nghiệp. Chị Hằng cho biết rằng, mua sắm trực tuyến mang lại nhiều lựa chọn và giá cả phải chăng, và cô chỉ ghé siêu thị truyền thống khi cần cho các em nhỏ tham gia mua sắm để có trải nghiệm vui vẻ. Chị Thoan, một người dân khác ở Thạch Trị, Hà Nội cũng chia sẻ rằng, cô thường mua sắm trực tuyến vì tiện lợi. Cô đặt hàng từ siêu thị qua các ứng dụng, giúp cô tiết kiệm thời gian và công sức. Chị Thoan đã đặt mua thực phẩm và giỏ quà cho ngày Tết từ rất sớm để tránh tình trạng hàng hóa thiếu hụt và giá cả tăng cao gần ngày Tết. Chợ Tết online hiện đang hoạt động sôi nổi, cung cấp đa dạng các loại mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo, hoa và giao hàng đến tận nhà khách hàng. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng, giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức trong việc chuẩn bị cho ngày Tết. Theo Bộ Công Thương, dự kiến sức mua hàng dịp Tết Nguyên đán 2024 có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, khó có thể xảy ra biến động mạnh về giá trong thời điểm này nhằm đảm bảo tính ổn định và an ninh thực phẩm cho người dân. Để đảm bảo sự ổn định và an ninh thực phẩm trong dịp Tết, các địa phương lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận đã thực hiện kế hoạch chi tiết. Đặc biệt, họ đã định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phân phối hàng hóa trên địa bàn để giúp họ chuẩn bị nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Điều này bao gồm việc tổ chức các điểm bán hàng cố định và lưu động, kết hợp với các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và các chương trình bình ổn thị trường. Mục tiêu là đảm bảo rằng hàng hóa sẽ đến tay người dân với giá cả ổn định, không gặp biến động lớn về giá. Các doanh nghiệp cũng đã tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị cho dịp Tết. Họ đã tăng lượng hàng dự trữ lên đến 10-20% so với cùng kỳ năm trước để đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Nhiều doanh nghiệp đã thiết lập kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi và giảm giá cho nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt trong tháng gần Tết. Điều này giúp người dân có thêm sự lựa chọn và có thể mua sắm tiết kiệm hơn. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương còn phối hợp chặt chẽ với các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương khác để đảm bảo có nguồn cung hàng hóa có rẻ hơn so với thị trường chung. Điều này giúp người dân tiết kiệm được từ 5-10% khi mua sắm hàng hóa cho dịp Tết. Việc này sẽ giúp đảm bảo rằng người dân có thể đón một cái Tết ấm áp và hạnh phúc hơn, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tình hình kinh tế khó khăn.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!